Em giúp nhắc nhở mẹ một điều là mẹ phải khéo léo với con hơn. Hả? Thế con đã khéo léo với mẹ lắm rồi mà. Nếu không á thì con thật là chê. Cái gì? Cái gì đấy? Chê. Nó nói cái gì đấy? Nó liên thiên, nó liên thiên. Mẹ mẹ đừng để ý, vợ con say. Rất chê. Con xem nó như thế nào chứ, mẹ không chịu được nữa đâu. Mẹ về con nghỉ rồi, mai vợ chồng con xin lỗi mẹ. Nó có thế này đâu. Là chê, thật là chê. Này, có phải con mượn rượu để con mắng mẹ không? Không phải. Nó mượn rượu để nó nói mẹ đấy. Ở đây đi sao? Thôi. Ui, gì đấy? Không ngủ đâu mẹ. Thôi, mẹ. Không nuột. Đây, vào vệ sinh nhá, vào vệ sinh. Đây. Sao không? Đau không? Được rồi. Ngoan. Đi vào vệ sinh. Không. Chạy đi đâu. Đi vào vệ sinh. Nhanh. Này. À. Gì đấy? Đi chơi không nói đúng không? Không bao giờ có một câu. Bỏ ra. Trong cuộc đời anh có cái gì quan trọng không hả Đức Anh? Không. Tưởng là một mình biết đi chơi nhá. Rồi. Tưởng mọi chuyện rồi. Ok, ấm mà. Đi sao không sao? Xin lỗi. Đau. Sorry. Mẹ ơi, cứu con. Mày gì cứu? Đau. Xóa mới đang nghe. Mẹ ơi. Không. Rồi, xin lỗi. Thôi. Rồi, đi vào. Sao nữa? Ok này. Nào, không chạy, không! Không chạy! Đấy! Wow. Biết cái gì không? Cái chốt! Vâng, rồi cái chốt, rồi cái chốt, cái chốt! Cái này á? Còn lâu mẹ mới vào! Còn lâu mẹ mới vào! Rồi, đi! Cái gì thế này? Mẹ đòi con chốt thế này! Mở ra! Mẹ con gì gần đây? Đây, mẹ ra đi! Hào! Ôi! Hàng xóm người ta cũng... Cho nó uống cốc nước chanh cho nó tỉnh đi! Mẹ này! Hào! Cái gì đấy nhỉ? Mẹ có biết cái gì đây không? Cái chốt! Biết! Ôi! Mẹ! Mẹ ơi! Hai con vừa làm mất 100 cành rồi mẹ ạ! Không biết đâu, mẹ có một chuyện kinh khủng cực. Chị Hoa mẹ, chị Hoa, Hoa. Cái gì thế cái con này? Chị Hoa, chè cả móng tay cơ mà. Xong rồi á, chị còn bảo là cái gì mà chị Hoa may mắn ý. Thôi, đi nào, không kéo đây mày lấy con này. Đi, con nó say quá rồi đây này. Làm sao thế? Con biết từ à, mẹ. Con vụ con đổi khóa đúng không? Biết mà còn làm. Thì thực ra là con cũng không muốn đổi. Ôi trời ơi, Đức Anh ơi. Đây. Không, mẹ. Tất cả là tại cái anh này này. Anh ấy bảo là phải tay khóa. Chứ con không muốn tay đâu hả? Rồi. Thế cái chốt kia là ý tưởng của đứa nào? Mai gọi thợ khóa tháo ngay. Mẹ không đồng ý. Mẹ này, mẹ có biết mỗi lần mẹ mắng con tìm con đau lắm không? Con đau lắm, mẹ còn biết. Ui con ơi. Ôi trời ơi. Khổ quá thế này, cái. Con cho nó đi ngủ đi. Sáng mai mẹ nói chuyện. Mẹ ơi. Nào mẹ này, em giúp nhắc nhở mẹ một điều là mẹ phải khéo léo với con hơn. Hả? Thế con đã khéo léo với mẹ lắm rồi mà. Nếu không á thì con thật là chê. Cái gì? Cái gì đấy? Chê. Nó nói cái gì đấy? Nó liên thiên, vợ. Mẹ đừng để ý, vợ con say. Rất chê. Con xem nó như thế nào chứ, mẹ không chịu được nữa đâu.
Mẹ về phòng nghỉ rồi, mai vợ chồng con xin lỗi mẹ. Rồi có thế này đâu. Là chê thật là chê. Này, không phải con mượn rượu để con mắng mẹ không? Không phải đâu. Nó mượn rượu để nó nói mẹ đây. Ở đây đi sao? Thôi. Thật là chê thật chê mẹ. Thôi, con lấy mẹ nào.